thấy bạn Thành ở anh Thanh này, nhưng mà sao hình như nó bị đơ hay sao. À anh phóng to nữa không? Mọi người nhìn thấy màn hình của em không ạ? Rồi rồi thấy nè em. Vâng, đây là phần bài tập thầy giao cho em, thì cái data là tải từ đây. Thì đây là một cái nghiên cứu của người ta làm về về long long cốc DNA, lấy từ sample là từ các cái đại thực bào ở máu. Thế thì cái này sẽ được treatment với các cái điều kiện như này. Và cái thứ hai là người ta sẽ là tạo thành một cái gradient, có sẽ chuyển được slide. Em nó bị đơ gì em không chuyển được slide. Đây các cái mọi người còn nghe không? Còn em Còn nghe. vâng, thế thì đây là các cái đại thực bào sau khi người ta thu nhận được, thì người ta sẽ xử lý cái người ta sẽ tạo một cái gradient sử dụng cái glycerol này, với từ cái nồng độ tăng từ 10% đến 60%, tăng một cái là từ 10 đến 15 20 từ cộng 5%, thì người ta sẽ tạo ra một gradient với cái em không rõ là người ta cái giống như cái cytosol với cả cái nucleia này, thì em không, tại vì cái bài này nó dài và khó nên em không đọc được kỹ. Tức là người ta sẽ tạo thành đấy thì có cái, và kết hợp giữa hai cái này thì tạo ra thành một cái gradient từ F11 đến F22. Thì cái dữ liệu em tải về thì nó có cái đầy đủ những cái đấy. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên là plot có bao nhiêu cái lăng long năng coding RNA với cả coding RNA trong cái những cái sample này, thì em tạo theo hướng dẫn của thầy thì em tải cái GTF file về, và sau đấy em mapping cái những cái sample này lên và lấy ra được những cái RNA nào là coding với năng coding, thì em plot thành được cái kết quả này. Thì trên cái sơ đồ này thì cho mình thấy là cái RNA long năng coding này thì nó chiếm khoảng 1/4 những cái sample này, còn cái coding thì nó chiếm 3/4. Sau đấy thì đến với câu hỏi số 2 là sử dụng cái t-test và để xác định những cái coding RNA. Ủa, ở trong đây người ta có replicate mà em vẽ không, em vẽ giống như chỉ có một sample á, cái hình số 4, cái slide số 4 á. Ở trong đây nó có mỗi cái nó có 3 4 cell gì mà em thử À, coi. nhưng mà em xem thì họ là giống nhau hết thầy ạ. Tức là những cái ID của những cái gene này là nó bằng nhau hết. Nên em được dành một cái đại diện. À, nhưng mà có một cái vẽ như vậy là thiệt thòi dữ lắm luôn á. Hả? Tiếp tục đi em, tiếp tục đi. Thì cái câu hỏi số 2 và số 3 này thì là cái giống như em cũng tham khảo bài tập của Giang, là ở cái lần phần trước có RNA-seq mình phân tích cái biểu hiện gen, thì cho cái nhóm wild-type với cả cái nhóm SNF2 ở cái sample con nấm ấy, thì cái này sẽ so sánh cho cái phần này, cho cái sample được treatment bởi những cái này và cái phần sau, hoặc là cái gradient thì từ F1 đến F1. Thì đầu tiên là long năng coding RNA thì với cái value bé hơn Anh ơi, 0,0. vừa vừa mất mất một đoạn ấy, vừa mất tiếng một đoạn ấy, em nói lại được không? Mất cái đoạn so sánh cái chỗ nhóm F1 với 12, rồi từ 12 cho tới 24, à tới 22 này. À, cái đoạn này thì nó cũng không không có gì lắm ạ.
Tức là bây giờ mình sử dụng giống như lần trước mình so sánh bài cái bài tập của Giang ấy, là mình so sánh cái nhóm white tie với cả cái nhóm có đột biến ấy. Thì ở đây trong cái bài này thầy muốn là so sánh giữa cái thứ nhất là trong cái sample được treatment bởi DMSO này với cả cái bên này, và cái thứ hai là cái gradient mà người ta sử dụng glycerin ấy, thì từ F1 đến F11 và từ F12 đến F22 thì kết quả đầu tiên là cho cái nhóm một này thì đầu tiên là long nam không đinh thì em copy nó qua đúng không em? Em copy cái nhóm đó qua để cho người ta biết được là cái hình này nó cho cái nhóm nào. Vâng. Ủa, mà em có sử dụng t-test không vậy em? Em sử dụng cái what test thì ạ, tại vì khi em đọc trong cái DESIC 2 thì người ta mặc định dùng cái what test, và em đọc thì với những cả cái cửa mẫu mà nó lớn ấy thì hai cái này nó gọi là giống nhau ạ. Ok. Thì em sử dụng cái nào cũng được, miễn sao là em, có nghĩa là đôi khi thì tôi muốn cho em thấy được là nếu mà người ta sử dụng cái tool đúng không? Đó, cái Lima hay là gì đó thì nó cũng giống như mình sử dụng cái t-test hoặc là war test thì cái nào cũng được. Ok, rồi. Em cứ qua em để xuống đi để có gì em sẽ đây là của cái nhóm so sánh này thì đầu tiên là của cái đây là tại vì sơ đồ hơi dài nên em tách ra cái long nam cốc đinh và phần cốc đinh thì phía sau ạ. Trong này nó chỉ có được 14 gene là thỏa mãn cái điều kiện giá trị P là bé hơn 0,05, thì đây là trên cái biểu đồ này cho thấy những cái màu xanh này. Thì so sánh luôn với cái cốc đinh RNA thì ở đây nó sẽ có tận là 1.500 cái gen thỏa mãn cái điều kiện này. Thì em vẽ một cái biểu đồ histoplot thì ở đây mình sẽ nhìn thấy ở trong cái long nam cốc đinh thì cái giá trị P mà bé hơn 0,05 là rất là thấp và tăng dần lên đến 1, tức là cái phần mà một chiếm là phần lớn, còn trong cái coding RNA thì cái phần mà bé hơn 0,05 chiếm khá là cao, ở phần này thì còn cao hơn những cái còn lại. Về cũng lấy ra những cái RIN mà nó có cái giá trị P này, em sort theo cái giá trị P chất tịch này thì lấy ra được những cái giá trị gen này. Thì có giữa hai cái nhóm lan cốc đinh và cốc đinh thì ở cái này thì nó có sự khác nhau, nhưng mà ở với cái F ở cái sample mà ở cái phần so sánh giữa gradient F1 đến 11 và F12 đến 22 thì lấy những cái gen đấy thì lại là em thấy những cái tên thì là giống nhau, thì là cái sự khác biệt này thì em cũng không rõ. Quay lại ở cái phần so sánh của cái hai cái nhóm này thì em vẽ cái biểu đồ heat map ở cho của lan cốc đinh và cốc đinh, thì cái này là không có scale thì dường như là khó để nhận thấy cái sự khác biệt về cái biểu hiện riêng ở hai cái nhóm này. Ở cái điều slide tiếp theo này thì khi mình có mình scale theo rows thì ở cái nhóm cốc đinh và cốc đinh thì có cái sự biểu hiện gen giữa hai điều kiện mình so sánh thì rõ. Phần cái điều kiện mà có treatment ở DMSO này thì cái nhóm gen phía trên này nó biểu lộ mà cao, còn ở cái nhóm còn lại thì cái nhóm gen phía dưới này tương tự ở bên nhóm lăn cốc đinh. Còn, em ơi, em quay lại cái slide số 10 á, là cái này á, là ở trong cái data người ta đưa cho em á, là nó là cái expression của nó là nó nói là TBM hay là FPKM hay là cái gì không em? Nó có một cái risk, em sử dụng cái này là theo cái
Bài tập của Giang ấy là lần trước anh em sử dụng là cái khao, còn họ có hướng dẫn, còn họ có một cái cột là có FPKM thế ạ. À, có Đây nghĩa là là lắp lắp à là người ta transfer lấy lock rồi đúng không? Ok. dạ vâng dạ. Dạ. Thì đoạn sau thì cũng em làm tương tự trong cái lăn coding của cái nhóm mà được gradient này thì bây giờ thấy cái những cái rin này mà thỏa mãn điều kiện này thì nó cao bắt cao hơn so với trước, nhưng mà thực ra thì nếu mà so với so với cái coding thì cái coding vẫn cao hơn, tức là những cái rin trong cái nhóm coding ở cả hai cái mà em so sánh ấy, thì coding cái những cái rin nó thỏa mãn điều kiện này thì coding đều cao hơn. Cái sơ đồ heat map cho cái nhóm sao để em thì khi mà không scale thì nó không có sự khác biệt, còn trong với điều kiện và scale theo row này thì ở nhóm long năng coding và coding thì đều có sự khác biệt. Còn cái câu, nhưng mà với những cái sau khi so sánh này thì cái câu cuối của thầy là compare giữa cái coding và long coding thì thực ra là em chưa đưa ra được cái kết luận ở đây ạ. Thưa thầy. Ở ở đây á, ý của tôi muốn là em thấy nếu mà em nhìn vô trong cái em quay qua cái slide số 14 nè. Không không, em quay qua cái slide số 11 đi, 11. Thì mọi người nhìn đây là cái scale của nó đó. Cái này là chưa có normalize, chưa có gì hết, đúng không? Cái scale của nó, cái Z score là em đã normalize rồi, đúng không? Mọi người nhìn thấy scale của nó bên cái non-coding á, thì nó là từ 0 tới 6. Mà trong cái coding á, là từ 0 tới 15. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao, Thành? Thì tức là những cái rank mà nó bị bộc lộ trong cái coding thì nó sẽ cao mạnh hơn ạ. Đúng rồi. Mọi người thấy không? Có nghĩa là mình muốn detect cái differential methylation á, thì mình phải nó chỉ dễ cho detect những cái gene nào mà nó biểu hiện nhiều thôi. Chứ còn mà nó biểu hiện thấp thì detect ít. Đúng không? Mình học bài single cell mà cũng thấy rồi. Thì này cũng cho muốn cho mọi người thấy được là cái non-coding RNA á, nó biểu hiện rất là ít. Nó biểu hiện thấp. Đó, bởi vì mình chỉ detect được ít thôi là do nó biểu hiện thấp, chứ không phải là nó không có cái differential, nó có. Đó. Bởi tôi mới kêu em so sánh là ý là muốn so sánh vậy đó. Đó để thấy được là cái coding RNA này thì nó lúc nào cũng biểu hiện nó cũng cao hơn chỗ này kia, nó biểu hiện sự khác biệt của nó, mình dễ phân biệt cái sự khác biệt. Còn nó biểu hiện thấp á, thí dụ như giờ mình muốn thí dụ như mình so sánh những cái đứa mà 9 điểm với lại 6 điểm, đúng không? Cái khác biệt rõ ràng. Chứ giờ so sánh một cái đứa đi thi có 1 điểm rưỡi với 2 điểm thì khác biệt làm sao? Hai tụi nó dưới trung bình hết thì so sánh gì nữa, hiểu không? Thấy không? Vâng Cái là em vâng làm đó, để cho em thấy được á, thì mình phải làm thì mình mới thấy được, chứ còn mà không làm sẽ không hiểu được nó làm sao. Thì đây là rõ ràng, mọi người thấy scale đó vẽ ra thì thấy được rõ ràng cái này là cái sự chênh lệch nó rất là khác biệt với nhau, đúng không? Từ 0 tới 15, còn dưới đây từ 0 đến 6 nó ít hơn phân nửa luôn cái sự biểu hiện của nó đó. Ha, rồi thì là cái trọng tâm của cái bài này cho mọi người thấy được là thứ nhất là kim cương đã cho mình thấy được là cái non coding RNA này nó càng ngày càng phình ra, đúng không? Đó, và cái bài của Quốc Thanh đó cho mình thấy được là cái non coding RNA này á, là nó có khác biệt nhưng mà nó sẽ khó tìm ra được hơn so với lại coding RNA này. Với lại là mọi người cũng biết được là cái chức năng của cái non coding RNA này nó đa dạng lắm ha. Đó, bởi vậy là chức năng đó nó đa dạng nhưng mình không thấy được bằng mắt là nó cụ thể vô trong một cái protein mà được dịch mã từ cái mRNA, bởi vậy là nó sẽ khó mà có thể hiểu được đó.
có những cái mình không hiểu được là tại sao nó không có khác biệt biểu hiện trong cái mRNA, cái coding RNA mà nó vẫn gây ra một cái phenotype khác biệt, đúng không? Lúc đó thì mình phải biết cách suy luận, đúng không? Thì mình sẽ nghĩ tới mấy cái long coding RNA này ha? Chứ không phải là mình không thấy nó có khác biệt biểu hiện trong mRNA là bắt đầu mình nói là nó không ảnh hưởng gì tới mRNA, thì cái đó sai, đúng không? Đó thì đây làm thí nghiệm để mình thấy được là muốn detect cái differential expression giữa cái non coding RNA á, thì mình phải có cái cách khác, đúng không? Cách làm sao đó mình bắt được nhiều cái non coding RNA ha. Đó. Thì do trong cái bài này á, người ta không có làm cái cách mà là chọn select á, mấy cái mRNA lớn hơn 200 đúng này kia, đúng không? Đó, để người ta remove ra, rồi lúc đó chỉ có unique population thôi thì mình sẽ call dễ hơn rất là nhiều ha. Có cái cách để giải quyết cái bài tập này chỉ mình thấy để mình thấy được cái vấn đề thôi ha. Còn cách giải quyết vấn đề nó còn riêng một cái lĩnh vực bự nữa ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn Quốc Thanh rất là nhiều, tôi biết em chắc là rất là vất vả ha. Chắc là cũng Giang cũng giúp đỡ nhiều hả Giang hả? Dạ vâng ạ, may mà có Giang người Bắc người Ý và nên là em hoàn thành được bài tập này. Cảm ơn Giang, cảm ơn Bắc, cảm ơn Quốc Thanh. Thì mình làm mình mới thấy được, đúng không mọi người? Chứ còn mà tôi có mô tả cái vấn đề nó cỡ nào đi nữa mà mọi người không làm á, nó không có vô trong cái công việc á, thì sẽ khó, rất là khó thấy được cái vấn đề. Đó, tôi biết được là vậy, bởi vì là mọi người đừng có nói tôi ác, tôi giao bài tập đổ ngày kia ha, không phải đâu. Tại vì á, không giao bài tập, không làm, mình sẽ không thấy được vấn đề. Mà tôi có nói khan cổ họng thì cũng không thấy được, không hiểu được. Đó. Thì tôi vẫn nhớ là ngữ là vẫn thiếu tôi cái phát sọt, đúng không ngữ hả? Rồi còn hạnh thì thiếu tôi cái gọi là gì bên này, cái fish, đúng không? Tại sao mà em chưa thấy Kim Cương ơi? Kim Cương xem hình chưa? Chưa thấy. Thầy lúc đầu em mệt cái data này lại, xong rồi em sử dụng XL để em tạo một cái group gồm có ba cái này, xong rồi em vẽ glog thôi. Rồi. Có cái version 1 em tải nó bị lỗi nên là em để nó ra luôn. Ờ không sao đi em, bây giờ cũng thấy cái trend của nó rồi. Rồi. Em nhận xét đi em, em nhận xét đi em. Em zoom bự nó ra hết đi. Em mở bự nó đó thì em nhận xét đi Kim Cương. Dạ em thấy thì những cái version đầu á thì cái long on này, long non coding on này thì nó ít, còn cái mà dành càng về sau thì nó càng nhiều, kể cả cái routine coding nó cũng vậy, nó cũng tăng dần. Ừ. Rồi em có thể giải thích cho tôi tại sao cái order, cái màu xanh của cái 30 á thì nó lại nhỏ hơn cái màu xanh của cái 31 không em? Màu xanh lá cây á. Có nghĩa là cái kia tụi nó phình ra thì mình hiểu được, đúng không? Theo thời gian thì người ta annotate được nhiều hơn. Nhưng mà tại sao là những cái order đó thì nó lại giảm xuống, đúng không? Annotation tại sao lại giảm xuống được? Em hiểu tại sao không em? Dạ. Theo em là những cái này người ta chưa biết thì nó sẽ giảm xuống, còn những cái mà biết rồi nó thì càng về sau nó sẽ tăng lên. Ủa, sao giảm xuống được? Em đã annotation, thí dụ như giờ em đã, thí dụ bây giờ em 22 tuổi rồi thì về sau em chỉ có thể em 23, 24 tuổi thôi, chứ làm sao mà tự nhiên em 23 tuổi em tuột xuống 18 tuổi được. Có ai giúp Kim Cương không? Giúp đồng đội đi. Thấy đồng đội ngợp thở rồi té xuống sông, xuống biển rồi, đạp xuống cái luôn. Không kéo lên đạp xuống cái. Em giúp cho thầy. Rồi em nói đi. Thì cái bảng 30, cái từ 31 tới 38 đó, là lúc này là mình sẽ update cái 38 thì cái order nó bị ít xuống. Tại do là cái những cái trước đó thì mình không biết nó là cái chức năng gì. Thì
trong đó thì nó sẽ có thể lẫn lộn một cái lon coding RNA này, với cái protein coding nữa. Nên có những nhờ ở cái thời điểm trước đó thì những cái protein coding, những cái lon coding RNA nó sẽ phân vào cái order. Tại tại vì mình có thể là cái gene mình chưa biết được phân thành, hay là nó người ta không xác định được nó là lon coding, hoặc là chưa phát hiện ra thêm, thì sau đó người ta sẽ thay nó, biết được nó cái phân thành nó là protein coding hoặc là lon coding RNA gì đó. Cho nên là phụ trừ xuất lại thì nó sẽ nhỏ lại, giống như là cái nào mập ra thì cái kia nó phải teo lại bù lại. Ừ, đúng rồi đó. Rồi, cảm ơn Gia. Rồi, mọi người hiểu là gì đúng không? Có nghĩa là cái màu xanh lá cây ở thời điểm đó người ta xác định sai chức năng của nó. Đó, xong sau này từ từ người ta mới biết được là nó là thực chất là chức năng nó là long coding RNA hoặc là coding RNA đó. Bởi vì nó bị giảm xuống ha, và nó chuyển qua cho hai cái đứa kia. Được không? Dĩ nhiên là hai cái đứa kia cũng có những cái mới vào. Đó, chứ không phải không có cái mới vào, nó có. Đó, nhưng mà nó chuyển xuống. Rồi. Như vậy thì mọi người thấy được là cái việc mà mình vẽ được cái hình, đúng không? Chứ là cái việc mà mình phải thấu hiểu cái data của mình nữa, thì nó hai cái nó cũng cách xa nhau lắm mọi người, không có dễ đâu ha. Cái đó phải dựa trên kinh nghiệm của mình. Đó. Bởi vậy là tôi lúc nào tôi cũng làm, tôi cũng đi đem cái bài làm của tôi báo cáo cho người này nghe, người kia nghe. Để làm chi? Tại vì người ta có chuyên môn, đúng không? Người ta góp ý kiến cho mình. Chứ làm người mình trong cuộc á, mình làm á, mình không có cái idea, nhưng mà người ta nghe, với một người khác người ta nghe, người ngoài cuộc á, người ta dễ nhìn thấy cái sự việc hơn. Ha? Đó. Với lại đôi khi mình tìm cái người có kinh nghiệm á, thì người ta có kinh nghiệm, người ta chỉ mình thêm. Ha? Bởi vì đừng có giấu dốt làm gì á, tôi không bao giờ giấu dốt, tôi không biết, tôi đi hỏi người ta. Không sao á, để người ta chỉ mình chứ làm gì. Đúng không? Ha? Nhớ nha, cái việc vẽ được hình, cái việc mà làm ra với cái việc mà thực sự thấu hiểu nó là một cái khoảng cách xa đó mọi người, mới gần nữa. Ha? Rồi. Cảm ơn Kim Cương rất là nhiều. Vậy là em chia tay với mọi chia tay chi chân với mọi người bữa nay luôn hả? Buồn quá ha. Dạ có gì em xem lại trên link YouTube. Ừ. Ủa nhưng mà em cứ, nếu mà em cứ vào nghe đi, mọi người đâu có làm gì em đâu mà em sợ. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Ừ. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn Giang giúp đỡ đồng nghiệp ha. Rồi có ai